Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cây sống khỏe nhà mình. Phòng thiên nhiên quá đẹp nha. Cái này có mã số là 810. Có tổng số đo hoành gốc là 82, chiều cao là 58. Đang nằm bầu đất nuôi là 43. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship. Bà sống nhà mình yên tâm. Cây form quá đẹp nhà mình. Chùm cốt nha. 6 thân. Cây sống quá khỏe nha. Cây sống thì khỏi nói rồi. Quá đẹp. Các thân đều nhau luôn nha. Cây này về là nhà mình lên chậu là tuyệt vời nha. Thầy áo cho em nó. Rồi mã số 810, 600k bao ship. Cây form quá đẹp. Chùm cốt hết nhà mình, chùm cốt nha. Có mấy cái hốc lũa, mấy cái lũa rất là hay nha. Lũa âm thân luôn. 6 thân chung một cốc. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cây form thiên nhiên sống khỏe nhà mình. Cây form quá đẹp nha. Cây này có mã số là 811, có số đo hành gốc là 64, chiều cao là 47. Đang nằm bầu đất nuôi là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship. Cây quá đẹp nha. Cây quá đẹp. Cây sống khỏe nhà mình. Cây sống quá khỏe nha. Cây form đẹp nha. Này, ngay chỗ đây nó liền mạch với nhau luôn nha. Hai thân này nó liền mạch với nhau, khá là hay nha. Nhìn form cây, đế đẹp. Đây, tuyệt vời. Cây này về nhà mình lên cái chậu cho em nó nha. Là tuyệt vời. Form cây khá là hay. Rồi mã số 811, 500k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây form quá đẹp rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Form thiên nhiên. Cây sống khỏe nhà mình. Cây form quá đẹp. Cây này có mã số là 812. Có số đo tổng hoành gốc là 65, chiều cao là 43. Đang nằm bộ đất nuôi là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây form quá đẹp luôn nha mình. Ngay đây là hốc lũa nha. Đây, hốc lũa. Cây đế đẹp luôn nha. Lọc đang thay luôn nha mình. Lọc đang thay luôn nha. Cây form quá đẹp. Chỗ đây khô lũa nha mình. Đây. Đây có hốc lũa nha. Hốc lũa khá là hay. Để đẹp nha. Lọc non đang thay đều luôn. Cây form thiên nhiên quá đẹp. Cây nhà mình lên cái chậu là ok nha. Rồi mã số 812, 500k bao ship. Cây quá đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.
Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cây form thiên nhiên quá đẹp. Cây sống khỏe nhà mình. Cây này có mã số là 813, có tổng số đo hình gốc là 54, chiều cao là 40. Đang nằm bầu đất nuôi là 40 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 550k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây sống quá khỏe rồi nha mình. Cây sống quá khỏe nha. Đây. Để đẹp nha. Đây có hốc lũa âm luôn. Hốc lũa âm. Đây lũa nè. Lũa khá là hay. Thiên nhiên tự tạo luôn nha. Cây form quá đẹp, lùng lực. Nhìn khá là lực cây nha. Quá đẹp. Thì quá đẹp nhà mình nha. Cái dòng này đây, lũ âm khá là hay. Lùng lực. Rồi mã số 813. 550k bao ship. Thì quá đẹp nha mình nha. Cây này nhà mình về lên cái chậu mới cho em nó nha. Là tuyệt vời. Thì quá đẹp. Lọc đen thay. Lọc đen thay luôn nha. Cây sống khỏe nhà mình cứ việc yên tâm đi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ form thiên nhiên. Cây sống khỏe nhà mình. Cây form quá đẹp. Cây này có mã số là 814, có số đo hoành gốc là 35, chiều cao là 80. Đang nằm bầu đất nuôi là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây form quá đẹp nhà mình. Một cốt ba thân nha. Đây, ngay chỗ đây. Cái thân này nó co qua quá đẹp nha. Mình nhìn y như là rừng trên thân nha. Nhìn quá đẹp. Này. Như nên là nó đang dựng lên đây. Như rừng trên thân vậy. Cây sống quá khỏe nha. Phong thiên nhiên. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây này quá đẹp nha mình. Cây này về nhà mình cứ việc lên cái chậu cho em nó nha. Là tuyệt vời. Nhìn khá là hay. Rồi mã số 814. 800k bao ship. Cây quá đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cây form thiên nhiên sống khỏe quá đẹp nha mình. Cây hai thân. Cò lắc quá đẹp nha. Cây này có mã số là 815. Số đo hoành gốc là 43, chiều cao là 50. Đang nằm bầu đất nuôi là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship. Cây quá đẹp nha mình. Hai thân chung cốt nha. Hai thân chung cốt. Thân này co lắc khá quá. Quá đẹp. Cây sống quá khỏe nha. Đang thay lọc luôn nha mình. Đang thay lọc nha. Cây sống khỏe. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây này về nhà mình thay chậu cho em nó nữa là tuyệt vời nha. Form thiên nhiên. Rồi mã số 815. 500k bao ship. Cây form quá đẹp nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cây form thiên nhiên sống khỏe nhà mình.
Cây quá đẹp nha mình. Cây này có mã số là 816, số đo hoành gốc là 84, chiều cao là 40, đang nằm bầu đất nuôi là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 650k bao ship. Cây form quá đẹp nha mình. Tuyệt vời. À, nhìn form quá đều. Cây thì đang thay lọc nha. Cây đang thay lọc nha mình. Đang thay lọc nha. Đẻ đẹp. Đây có hốc lũa khá là hay nha. Lũa khá là hay. Đẻ đẹp nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu cho em nó là tuyệt vời nha. Quá đẹp. Rồi mã số 816. 650k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây form thiên nhiên. Sống khỏe nhà mình. Cây này quá đẹp nha. Cây này tuyệt vời. Cây này có mã số là 818. Có số đo hoành gốc là 55. Chiều cao là 58. Đang nằm bầu đất nuôi là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship. Form quá đẹp nha mình. Đây. Cây sống quá khỏe. Để đẹp luôn nha. Mặt này lũ âm thân luôn nha mình. Lũ âm thân nha. Quá VIP. Lũ âm thân luôn. Để đẹp nha. Form này tuyệt vời. Cái này về là nhà mình thay áo cho em nó nên tuyệt vời nha. Khỏi phải chê luôn. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Rồi mã số 818. 800k bao ship. Cây quá VIP nha. Ngay cái cò này quá tuyệt vời. Cò này nha. Cò quá đẹp. Này nó quyện vào nhau luôn nha. Nó quyện dính vô cái thân bên đây luôn. Khá là hay nha. Cây này lên chậu nữa là hết sảy nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ form thiên nhiên nha. Cây sống khỏe nha mình. Form thiên nhiên quá đẹp. Điều luôn nha. Cây này có mã số là 819, số đo hoành gốc là 75, chiều cao là 70. Đang nằm bầu đất nuôi là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 750k bao ship. Form quá đẹp nha mình. Form tuyệt vời. Cây sống khỏe nha mình yên tâm. Cây sống khỏe. Cụm này chung cốt nha. Cụm này chung cốt nha. Này có cái hốc lũa. Dưới đế có cái hốc lũa quá đẹp. Form thiên nhiên. Form bay nha. Cây này nhà mình về lên cái chậu là tuyệt vời nha. Thay áo cho em nó. Rồi mã số 819. 750k vào ship. Đây quá đẹp. Cây tuyệt vời. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây bao sống nhà mình yên tâm.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.